Hello, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào và chúng ta nói về cái LUFS trong cái việc mastering. Thì mình tin chắc rằng trong tất cả những các bạn ở đây, ít nhất là 80-90% nếu mà các bạn đã học sơ qua về mixing và mastering rồi, thì các bạn sẽ có một cái plugin người ta gọi là Julian Loudoun Meter 2. Và hôm nay mình sẽ chứng minh cho các bạn đó chính là các bạn không nên nhìn những cái phần màu đỏ đỏ ở đây để các bạn tạo nên cái bài nhạc của các bạn mà nó đúng trừ 14 lớp. Thì nó sẽ là một cái chuyện rất là kinh khủng. Đầu tiên thì mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là những cái bài nhạc nổi tiếng nhất trên thế giới đều không trừ 14 lớp nha các bạn. Rồi, như các bạn thấy ở đây cái bài nhạc nổi tiếng đầu tiên đó chính là Baby Shark Doo Doo. Nhưng mà thôi thì mình sẽ tha thứ cho các bạn và mình sẽ không bắt các bạn nghe cái bài này. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu từ Despacito ha. Thì mình có tải sẵn ở đây. Đây, mình có tải sẵn cái bản Despacito ở đây. Thì cái video này mình sẽ không bật kiếm tiền được nhé, tại vì dĩ nhiên là mình sẽ cho các bạn nghe nhạc bản quyền mà đúng không? Ok, thì các bạn hãy nhấn dấu X ở đây, chúng ta cho cái Julian Meter nó trở lại bình thường và các bạn nghe thử nhé, coi là cái bài này như thế nào. Mình sẽ cho các bạn nghe một đoạn, ví dụ như chúng ta sẽ lấy cái đoạn tới đây đi chẳng hạn. Các bạn coi cái LVS cái này nó bao nhiêu nhé. Estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Đấy, các bạn có thể thấy sau khi chúng ta nghe một cái đoạn mà đây là cái đoạn bao gồm, các bạn có thể thấy là mình đã bao gồm cái đoạn phần này là nó có nhỏ cho nên nó sẽ làm lớp trung bình cả bài của chúng ta nó giảm xuống. Còn nếu như mình thật sự mình muốn cho các bạn nghe cả bài á, có nghĩa là chúng ta sẽ nghe hết cả cái khúc đằng sau là luôn nè. Thì các bạn thấy là cái khúc đằng sau này nó còn bự hơn là cái đoạn đầu rồi nhá, cho nên nó sẽ làm tăng lớp hơn nữa. Có nghĩa là lớp á của chúng ta cuối cùng nó sẽ vào khoảng cỡ -8 và -8.5 nha các bạn, chứ nó không hề là -14 nha. À, và mình nhân tiện đây mình cũng giải thích cho các bạn biết cái LVS này là cái gì. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu là LVS short term nè các bạn. Cái đầu tiên nó chỉ có short term nè, nó đo cho một cái khoảng thời gian ngắn. Còn cái chỉ số mà mình muốn các bạn để ý tới đó chính là cái thanh thứ hai, LSS integrated này, là nó đo cái LVS của toàn bài ha. Thì cái bài này như các bạn thấy nó không hề là -14 nha các bạn, nó to hơn -14 rất là nhiều luôn. Rồi tiếp theo đến bài số 2 nha, chúng ta hãy coi cái danh sách nè. Dĩ nhiên là các bạn không muốn nghe nhạc thiếu nhi đúng không? À, thì cái hạng thứ 5 trên YouTube có 6 tỷ view đó chính là bài Shape of You ha. Rồi chúng ta thử coi thử cái bài Shape of You như thế nào. Các bạn thấy là cái bài Shape of You nhìn nó còn kinh khủng hơn là cái bài Despacito hồi nãy nữa ha các bạn. Rồi, mình sẽ cho nó chạy một đoạn để mình chứng minh cho các bạn, đó chính là mình không có cắt ghép một cái gì trong cái video nào cả, hoàn toàn cái này là từ đầu đến cuối nha các bạn.
club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Như các bạn thấy, chúng ta thậm chí chúng ta còn chưa vào cao trào mà cái lớp nó đã được trừ 9 rồi hả các bạn? Nếu như mình để cái đoạn cao trào là đoạn này chẳng hạn, các bạn sẽ thấy lớp nó còn lên cao hơn nữa. I'm in love with your body. 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 Thì cái bài này trung bình thì mình đoán là nó cỡ trừ 7 đến trừ 7.5 gì đó ha. Rất là to. Và các bạn thấy nè, bài này nó bị ép limiter khá là nhiều nha các bạn. Cho nên các bạn đừng có nghĩ là à chúng ta dùng meter, dùng những cái thứ ví dụ như limiter hay compressor là không tốt nha. Như các bạn thấy ở đây, ngay cả cái dynamic của nó cũng bị ép rất là nhiều nè các bạn. Nó không hề đẹp như các bạn nghĩ nha. Đây các bạn thấy cái sóng của nó đây, nó rất là đầy đặn. Rồi chúng ta đến cái bài thứ 3 nha. Thôi mình nói luôn, đó chính là bài See You Again ha. Cái bài này thì nó bình thường một tí, nhưng mà như các bạn thấy thì bài này nó cũng không hề là trừ 14 lớp nha. Mình sẽ cho các bạn nghe từ cái đoạn đầu đến đoạn này đi cho nó công bằng ha. Rồi ít nè. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day. Như các bạn thấy, không hề là trừ 14 đúng không các bạn? Và một trong những cái vấn đề rất là tệ nữa, đó chính là nếu mà các bạn dùng cái limiter này á, và các bạn chỉnh cái này qua cái chỗ chúng ta hay chỉnh, đó chính là cái YouTube như thế này, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ khá là có hiện tượng kỳ lạ. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Đó, như các bạn thấy là không hề nha các bạn. Ngay lập tức khi mà nó vào cái đoạn này của một cái bài rất là nổi tiếng, bài này hàng tỷ view, nó đã lập tức nó hiện sóng đỏ ngay lập tức. Cái lý do tại sao? Lý do đó là đơn giản thôi. Vì thật sự là cái du lần meter này, nếu mà các bạn học theo nó thì đó không phải là ý hay. Trên YouTube á, nó không hề nó muốn chúng ta đúng trừ 14 LUFS, đúng trừ 14 LUFS, mà nó muốn cái gì? Nó muốn chúng ta trừ 14 LUFS hoặc hơn. Các bạn hiểu ý mình không? Hoặc hơn nó rất là quan trọng. Cho nên á, thường thường á, theo mình á, thì tất cả các bài các bạn nên mixing làm sao để cái LUFS nó cỡ trừ 7 hoặc thậm chí trừ 8, có nghĩa là nó rất là to, và các bạn dùng limiter một tí chứ bạn. Các bạn đừng có nghĩ là à chúng ta làm nó đúng trừ 14 là được, vì nếu các bạn làm trừ 14 thì cái bài của các bạn lên trên YouTube thì nghe nó sẽ nhỏ hơn và nó quá là dư dynamic. Dư dynamic cũng là vấn đề nha các bạn. Thường á thì chúng ta gặp phải cái trường hợp là quá dynamic, nhưng mà dư dynamic thì nó cũng là một cái vấn đề rất là lớn. Như các bạn thấy ở đây thì cái dynamic của bài này nó không hề quá là đẹp nhá. Dynamic của bài này thậm chí các bạn nếu mà nói thì có một số cái kỹ sư âm thanh sẽ gọi là xấu. Tuy nhiên thì đúng là nó xấu thật. Mình cũng công nhận là nó xấu, nó như cây thước vậy á. Tuy nhiên thì chúng ta phải công nhận một điều rằng à, đây là những cái bài đã có hàng tỷ view rồi, và chúng ta nên tin vào nó một chút.
Ok không các bạn? Rồi, và mình sẽ nói về một cái vấn đề nữa. Nếu mà bạn nào tới đây mà các bạn cảm thấy là cái video này hay thì hãy để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh của mình. Chúng ta đi vào cái phần khác, đó chính là chúng ta sẽ nói về cái độ rộng của một bài nhạc trong cái kênh master nha. Để mà xác định cái độ rộng của nó thì mình sẽ dùng một cái plugin miễn phí có tên là Corel Meter của bên Voxengo ha. Mình sẽ để link ở dưới cái phần bình luận, và đây là một plugin hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Các bạn lên trang chủ của Voxengo, các bạn đeo, mình sẽ để link phía dưới. Chúng ta tắt cái Lanet Meter đây nè. Chúng ta đã xong việc với nó rồi. Rồi, thì bây giờ nè, mình muốn cho các bạn tìm cái điểm chung của ba cái bài này trên cái thanh này nha. Mình sẽ bật đến đoạn cao trào nè. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Đó rồi, chúng ta thử bài này nè. Despacito ha. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu thử bài cuối nha. Các bạn có để ý ra được cái điểm giống nhau của nó chưa? Yên tâm nhé, mình sẽ nói các bạn sau. Khi chúng ta đến đoạn drop thì các bạn sẽ thấy một cái đường. Nếu mà các bạn chưa thấy cái đường đó thì các bạn cứ nhìn tiếp nha. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day. Rồi, nếu như các bạn đã nhìn ra rồi thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn hiểu nha. Đầu tiên thì mình sẽ mượn cái pen của bên Windows. Các bạn sẽ thấy đó chính là bây giờ mình sẽ có cái parameter ở đây nha, mình sẽ vẽ nó là một cái đường như thế này. Đây là cái đường người ta gọi là cái đường lỗi phay ha. Dưới cái này quá nhiều thì nó sẽ bị gọi là lỗi phay. Đường này nó là số 1 ha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy rất là lạ, cái bài nhạc của chúng ta nó đều có cái phần độ rộng gọi là nó rất là hẹp ở cái phần âm trầm. Phần âm trầm là phần bên trái nè, mình sẽ vẽ cho các bạn coi nha. Đây, nó đều có cái độ rộng rất là hẹp ở phần bên trái này. Và từ từ á, lên trên cao á, thì các bạn sẽ thấy là nó có cái độ rộng lớn hơn một tí và nó cao nhất ở gần cái phần âm cao ha. Lý do tại sao? Vì cái phần này nè các bạn, cái phần âm trầm này nè, chúng ta luôn muốn cho nó hẹp. Tại vì sao? Những cái loa công suất lớn á, nếu mà các bạn để cái trầm này nó quá là rộng thì nó sẽ gây ra một cái hiện tượng, đó chính là cái hiện tượng lỗi phay. Rồi, các bạn hiểu rồi đúng không? Đơn giản như vậy thôi. Các bạn muốn tuân thủ theo cái đường này ở trong cái phần mixing, trong phần mixing nha, chứ không phải phần master nha. Và mình có một cái quà tặng nữa cho các bạn, đó chính là mình sẽ đưa cho các bạn link của một cái plugin có khả năng làm được cái việc này. Đó chính là chúng ta sẽ tìm một cái plugin có tên là Amos Stereo Control ha các bạn. Đây là cái plugin sẽ giúp cho chúng ta được mở rộng được cái hiệu ứng âm thanh. Đây. Và các bạn lưu ý là các bạn đừng có dùng cái này ở trong kênh master nha các bạn dùng ở trong kênh mixing thôi cho mình. Ok không? Rồi, mình sẽ để cái này bên đây, mình sẽ để cái này bên đây nha. Từ từ rồi, cuối cái video này mình sẽ tổng hợp cho các bạn những cái việc mà các bạn cần làm nha. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but
but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Rồi, và tốt nhất là các bạn nên bật cái mode Safe Bay lên. Nó sẽ giúp cho cái tần số này, dưới cái tần số này của các bạn, nó sẽ luôn luôn gần với lại mono và nó sẽ không bị lỗi phay ha. Tổng hợp lại những cái gì hôm nay chúng ta có thì mình sẽ dùng một cái footy notebook mình ghi lại cho các bạn nha. Đầu tiên đó chính là lớp của bài nhạc lớn hơn trừ 14. YouTube nó yêu cầu các bạn lớn hơn trừ 14. Cái này rất là quan trọng nha. Lớn hơn chứ không phải là bằng chính xác trừ 14. Ok không? Cái thứ hai đó chính là cái độ rộng của bài nhạc. Bài nhạc là hẹp. Hẹp ở sấp. Và âm trầm. Luôn luôn là như vậy. Các bạn thấy là bài nào nó cũng tuân thủ theo cái đường đó đó các bạn. Mình mở lại cái đường cho các bạn coi nè. Rồi. Hy vọng cái video này của mình, đối với mình đây là một cái video rất là đặc biệt ha. Vì có rất nhiều bạn đã hỏi mình rồi mà mình chưa giải thích được cái này một cái cách cụ thể nhất. Thì hy vọng trong cái video này của mình đã giải thích được cho các bạn lý do tại sao mà trừ 14 LFS là một cái thứ rất là ngu ngốc và các bạn không nên tuân thủ theo. Ok không? Và các bạn cũng đừng có sợ nếu như mấy cái phần mềm đo của các bạn, ví dụ như cái Julian Leonard Meter mà nó đo trừ 14 nó thành màu đỏ. Tại vì dĩ nhiên rồi, đó là cái nhiệm vụ của nó mà đúng không? Đấy, thì chúc các bạn có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.